giao lộ Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống thuộc phạm vi dự án nút giao An Phú dự kiến đóng một phần để thi công các hạng mục gây lo ngại ùn tắc tăng cao. Phương án đóng một phần nút giao nêu trên song song với tổ chức lại các hướng đi đang được ngành giao thông thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu nhằm đẩy nhanh thi công các nút hầm kính trụ cầu ở khu vực này. Đây là các hạng mục thuộc công trình nút giao An Phú thành phố Thủ Đức đang được triển khai với tổng vốn đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng. Đoạn hầm qua nút giao dự kiến hoàn thành vào tháng 9. Nếu phương án đóng một phần giao lộ trên được thông qua cuối tháng 4 này, hai cầu vượt sẽ xong vào tháng 6 năm 2025. An Phú là nút giao lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh, kết nối các trục giao thông lớn gồm cao tốc Long Thành Dầu Dây, đại lộ Mai Chí Thọ, đường Lương Đình Của, Nguyễn Thị Định, Đồng Văn Cống. Đây cũng là cửa ngõ ra vào Cát Lái, cảng lớn nhất nước về sản lượng hàng hóa nên tập trung nhiều xe container qua lại, bình quân hơn 20.000 lượt mỗi ngày. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh chủ đầu tư cho biết, dự án nút giao An Phú hiện bước vào giai đoạn thi công quan trọng. Nhiều hạng mục chính đòi hỏi không gian, tiến độ gấp rút để bám sát kế hoạch chung. Mục tiêu là hoàn thành sớm nhất công trình giúp giảm ùn tắc cho khu vực. Khởi công cuối năm 2022, dự án nút giao An Phú quy mô 3 tầng, gồm hầm chui 2 chiều nối cao tốc Long Thành Dầu Dây với đường Mai Chí Thọ, phía hầm vượt sông Sài Gòn, kéo dài qua nút giao Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống. Trên cao nút giao có 2 cầu vượt kết nối các tuyến Mai Chí Thọ - Lương Đình Của với đường dẫn cao tốc. Theo kế hoạch, toàn bộ dự án nút giao An Phú sẽ hoàn thành năm 2025, ngoài giảm ùn tắc sẽ tăng kết nối thành phố Hồ Chí Minh với khu vực Đông Nam Bộ.